Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với livestream của Thẩm mỹ viện Eva Xinh. Quý vị và các bạn thân mến, mụn luôn là nỗi ám ảnh của chị em chúng ta, khiến cho chị em chúng ta mất tự tin rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ bạn Linh, một khách hàng thân thiết đã điều trị mụn thành công tại Eva Xinh, để lắng nghe xem bạn đã lấy lại sự tự tin như thế nào nhé. Chào Linh. Em chào chị ạ. Chị được biết là em đã điều trị mụn thành công tại Eva Xinh rồi nhỉ? Dạ vâng ạ. Ngày hôm nay thì chị xin phép Linh một vài phút nhé, chị em mình cùng trò chuyện để khán giả đang theo dõi livestream được hiểu rõ hơn về cái ca mụn của mình. Linh ơi, chị còn nhớ là cái ngày đầu tiên em đến đây á, là mụn của mình là thuộc trong một trong những cái ca mụn rất là nặng. Khi đến đây điều trị thì em có thể chia sẻ là tại sao hồi đấy mình lại bị mụn nặng như thế nhỉ? Dạ vâng, khi đấy thì em cũng có đến tuổi dậy thì nên là mọc khá là nhiều mụn. Sau khi thế thì em tìm hiểu khá nhiều trên trang mạng xã hội ý ạ. Thì có khá là nhiều mỹ phẩm thì em cứ dùng tùm lum ấy ạ. Vâng, thế là nó càng ngày càng lên nhiều hơn. Vâng, thì bạn em cũng có đến Eva Xinh để điều trị mụn ấy ạ. Em thấy sau khi điều trị mụn thì làn da của bạn rất là mượt ấy ạ. Dạ vâng. Thế thì em cũng tìm hiểu Eva Xinh và đến điều trị mụn tại Eva Xinh ấy ạ. Sau khi điều trị mụn thì em cảm thấy mình có một làn da rất là mướt ạ. Tức là bạn mình đến đây đúng không? Điều trị mụn thành công nên là mình tin tưởng đến Eva Xinh điều trị. Thì nhân tiện đây nha, chị cũng xin phép Linh một chút là cho khán giả đang theo dõi livestream được ngắm nhìn cái làn da của mình trước đây bị mụn nặng như thế nào, để thứ nhất là để mọi người có thể có cái sự so sánh nó rõ rệt hơn, và thứ hai là tạo động lực cho chị em nào đang bị mụn giống như mình đến Eva Xinh điều trị nhá. Dạ vâng ạ. Đây quý vị và các bạn thân mến, trên tay mình lúc này là làn da của bạn Linh. Đấy, ngày xưa bạn ấy bị mụn nặng như này thưa quý vị và các bạn, mụn có thể nói là mọc tràn lan ở hai bên gò má rất là nhiều, mọc lan sang cả trán này và cằm nữa. Nói chung là mặt gần như là không còn chỗ nào là không có mụn Linh nhở, nhìn trông rất là thương. Và mụn thì mụn đỏ này, mụn bọc, mụn mủ đấy, mọc rất là dày, và hơn nữa khiến cho tổng thể cái làn da của mình bị thiếu sức sống này, bị khô ráp đi nhở, không được rạng rỡ tự tin như bây giờ. Nhưng bây giờ thì sao ạ, quý vị và các bạn có thể thấy rõ nhé, làn da của Linh là hết sạch mụn này, và đặc biệt là những vết thâm mụn thậm chí là không còn nữa, trả lại là một làn da căng bóng, mịn màng, trắng trẻo, hồng hào rất là nhiều đấy. Linh ơi, thế thì trước đây khi mà bị mụn nặng như thế này thì em có thấy tự ti không, hoặc là gặp cái trở ngại gì trong cuộc sống hàng ngày không? Dạ, em cảm thấy rất là tự ti đấy ạ. Thế ra ngoài thì em cũng không dám luôn đấy ạ. Gặp bạn bè thì cũng ngại giao tiếp ấy ạ, sợ mọi người chê nhiều nữa. Thế là em hay ở nhà ấy ạ. Tức là mình rất là tự ti thương nhở. Nhưng bây giờ thì xinh đẹp như thế này thì tự tin nhá, gặp mọi người nhiều rồi nhá. Dạ vâng ạ. Thế thì em có đánh giá như thế nào này về cái hiệu quả của liệu trình trị mụn tại Eva Xinh không Linh? Dạ, em cảm thấy rất là hài lòng khi điều trị mụn tại Eva Xinh đấy ạ. Em cảm thấy ở đây rất là tận tâm và nhiệt huyết khi hỗ trợ em điều trị mụn trong suốt quá trình vừa rồi đấy ạ. Như vậy thì tức là không những là em hài lòng về kết quả của liệu trình trị mụn tại Eva Xinh này, mà em còn hài lòng về đội ngũ bác sĩ này, nhân viên, tư vấn viên, kỹ thuật viên và dịch vụ tại đây nữa đúng không? Thực sự thì nhận những cái lời khen này và nhìn thấy em tươi cười như thế này từ nãy đến giờ là bọn chị rất là vui. Những người làm nghề như bọn chị chắc chắn sẽ lấy đây là một cái động lực to lớn để bọn chị vững bước làm nghề. Lần nữa thì chị cảm ơn Linh với những chia sẻ ngày hôm nay nhé, và chị chúc Linh là ngày càng xinh đẹp này, có một làn da mãi đẹp như thế này, và đặc biệt là gặt hái được nhiều thành công may mắn trong cuộc sống Linh nhé. Dạ vâng. Em cảm ơn chị ạ. Một lần nữa cảm ơn Linh rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như chị em nào đang gặp phải tình trạng mụn, mụn bọc này, mụn mủ này, mụn lâu năm, bất cứ tình trạng mụn nào đi nữa giống như là Linh từng bị, thì đừng chần chừ gì nữa, hãy đến ngay Eva Xinh Beauty Academy để lấy lại làn da đẹp ngày nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những livestream tiếp theo.